Bên cạnh các quy định của pháp luật thì xin mời luật sư có thể tư vấn thêm để người tiêu dùng có thể tự bảo vệ chính mình trên không gian mạng ạ. Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình trên không gian mạng hay là các sàn thương mại điện tử thì người tiêu dùng phải tự rèn luyện bản thân mình trở thành một người tiêu dùng thông thái. Cụ thể như sau, đó là lựa chọn kỹ lưỡng hàng hóa dịch vụ khi mà có nhu cầu và nên hướng đến các loại hàng hóa dịch vụ có tên tuổi và có thương hiệu. Và khi lựa chọn người bán hàng hóa dịch vụ thì cũng nên lựa chọn những người bán hàng hóa dịch vụ tin cậy, có uy tín trên thị trường. Và khi mua hàng trên các sàn thương mại điện tử hoặc mua hàng online trên các nền tảng mạng xã hội khác thì cần đọc kỹ quy định chung về chính sách bán hàng hóa dịch vụ của người bán của sàn thương mại điện tử. Trường hợp mà chưa có thông tin thì cần phải thỏa thuận kỹ lưỡng chi tiết với người bán về chất lượng, nhãn hiệu, tính năng công dụng, tiêu chuẩn kỹ thuật, nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa dịch vụ và chính sách vận chuyển, đổi trả, hoàn tiền và bảo hành thông qua các hình thức như là hợp đồng điện tử, tin nhắn này hay các cuộc gọi có ghi âm. Và đây chính là bằng chứng để các bạn có thể lưu lại về sau để bảo vệ quyền lợi pháp của mình trong trường hợp mà bị xâm phạm. Yêu cầu người bán hàng hóa dịch vụ cung cấp hóa đơn, chứng từ để chứng minh chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Và khi nhận hàng hóa thì người tiêu dùng nên quay lại video mở gói hàng và kiểm tra kỹ xem hàng có bị vỡ, bị hỏng, bị móp méo, có sử dụng được không, và đối chiếu hàng thực nhận đối với nội dung mà người bán hàng đã quảng cáo, đã công bố, đã cam kết, xem có sự chênh lệch khác biệt nào không. Và đây cũng chính là chứng cứ để người tiêu dùng bảo vệ quyền lợi của mình khi có vấn đề xảy ra. Và trong trường hợp mà không may hàng hóa có vấn đề thì trước tiên người tiêu dùng nên bình tĩnh, liên hệ với người bán để trao đổi thương lượng phương án giải quyết phù hợp, đảm bảo quyền lợi của mình. Đồng thời yêu cầu bên trung gian là các sàn thương mại điện tử hỗ trợ giải quyết. Trường hợp người bán hàng bất hợp tác, chối bỏ trách nhiệm thì người tiêu dùng không nên lựa chọn việc từ bỏ mà nên thông tin sự việc đến các cơ quan chức năng như là cơ quan quản lý thị trường hay cơ quan công an ở địa phương hoặc là tòa án có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết theo quy định của pháp luật. Việc này không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi của chính người tiêu dùng mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi cho những người tiêu dùng khác, đồng thời góp phần xây dựng nên nền thương mại điện tử Việt Nam trở nên trong sạch và bền vững hơn.